Du hành nhanh hơn ánh sáng, nghe có vẻ như chỉ tồn tại trong những bộ phim khoa học viễn tưởng, nhưng điều đó có thể sớm trở thành sự thật. Một bước ngoặt mới trong vật lý đang thu hút sự chú ý toàn cầu. Các nhà khoa học đã đề xuất một cơ chế có thể đưa chúng ta vượt qua giới hạn vận tốc ánh sáng, không chỉ gấp đôi hay gấp ba, mà có thể nhanh hơn tới 10 lần. Công nghệ đó có tên là Warp Drive, từng bị gạt bỏ là viễn tưởng, giờ lại được xem xét nghiêm túc trong giới khoa học chính thống. Những nghiên cứu mới nhất cho thấy, dưới điều kiện vật lý phù hợp, việc uốn cong không thời gian có thể giúp vật thể di chuyển mà không thực sự vi phạm luật vật lý hiện tại. Các nhóm nghiên cứu trên khắp thế giới đang âm thầm xây dựng mô hình, tính toán khả thi và nhiều chuyên gia dự đoán. Nguyên mẫu đầu tiên của công nghệ du hành nhanh hơn ánh sáng có thể xuất hiện chỉ trong vòng vài thập kỷ tới. Nếu thành công, đây sẽ là một trong những bước nhảy vọt vĩ đại nhất trong lịch sử loài người, mở ra cánh cửa đến những hành tinh xa xôi mà trước đây chúng ta chỉ có thể quan sát bằng kính thiên văn. Tôi là Kitten và bạn đang xem Kitten Explorer. Hôm nay, chúng ta sẽ khám phá hành trình khoa học đang mở ra cánh cửa đến một kỷ nguyên mới. Du hành nhanh hơn ánh sáng liệu có thật không? Và bằng cách nào? Nếu bạn yêu thích khám phá vũ trụ thiên văn, hãy đăng ký kênh để ủng hộ và cùng Kitten đồng hành trong những hành trình khám phá tiếp theo. Cảm ơn bạn rất nhiều. Từ khi vật lý hiện đại ra đời, tốc độ ánh sáng luôn được coi là giới hạn tuyệt đối của mọi chuyển động trong vũ trụ. Nó không chỉ là một con số khổng lồ, 299.792.458 mét trên giây trong chân không, mà còn là giới hạn nền tảng được khắc sâu vào cấu trúc không thời gian, gắn liền với những định luật vật lý cơ bản nhất mà chúng ta từng biết. Năm 1905, Albert Einstein đã công bố thuyết tương đối hẹp, một lý thuyết làm thay đổi toàn bộ nhận thức của chúng ta về không gian và thời gian. Trong lý thuyết này, ông chỉ ra rằng không một vật thể nào có khối lượng có thể đạt tới hoặc vượt quá tốc độ ánh sáng. Khi vận tốc của vật thể càng tiến gần đến vận tốc ánh sáng, khối lượng tương đối tính của nó sẽ tăng lên và năng lượng cần thiết để tiếp tục tăng tốc cũng sẽ tăng gần như vô hạn. Nói cách khác, để đạt tới tốc độ ánh sáng, chúng ta sẽ cần một nguồn năng lượng vô tận, điều mà vũ trụ của chúng ta không thể cung cấp. Đó là lý do vì sao ánh sáng, hay cụ thể hơn là các hạt không có khối lượng như photon, là thứ duy nhất có thể đạt đến tốc độ đó một cách tự nhiên. Với giới hạn này, khoảng cách giữa các vì sao trong vũ trụ trở thành những lỗ sâu không thể vượt qua. Ánh sáng từ mặt trời mất hơn 8 phút để đến trái đất, một hành trình dài 150 triệu km. Nhưng ánh sáng từ ngôi sao gần nhất Proxima Centauri lại mất hơn 4 năm để đến được chúng ta. Tức là, nếu bạn phóng một tín hiệu ánh sáng từ đó về trái đất, phải chờ 4 năm sau mới nhận được. Còn để vượt qua toàn bộ ngân hà, dải ngân hà của chúng ta, ánh sáng sẽ mất hơn 100.000 năm. Với các phương tiện hiện tại, chúng ta còn kém xa tốc độ này. Parker Solar Probe, tàu vũ trụ nhanh nhất do con người chế tạo, cũng chỉ đạt chưa đến 0,1% tốc độ ánh sáng. Nếu dùng nó để đi tới hệ sao gần nhất, bạn sẽ phải mất khoảng 70.000 năm. Chính thực tế này khiến bất kỳ kế hoạch nào cho một chuyến du hành giữa các vì sao, dù là thăm dò, khai phá hay tìm kiếm sự sống, đều rơi vào tình trạng vô vọng trong khung thời gian của một đời người. Ngay cả với các hệ thống đầy tiên tiến như động cơ ion hoặc phản ứng hạt nhân, chúng ta vẫn chỉ có thể tăng tốc đến một phần rất nhỏ của vận tốc ánh sáng. Dù cải tiến kỹ thuật có đi xa đến đâu, thì các nguyên lý vật lý nền tảng dường như vẫn đứng yên như một bức tường đá granite ngăn cách chúng ta với những vì sao. Tuy nhiên, chính giới hạn tưởng chừng bất biến này lại đang thách thức một thế hệ mới của những bộ óc can đảm. Ngày càng nhiều nhà vật lý lý thuyết, kỹ sư hàng không vũ trụ và chuyên gia công nghệ lượng tử đang tái khám phá các ý tưởng bị bỏ quên, xét lại các giả định cũ và đặt ra một câu hỏi táo bạo. Nếu chúng ta không thể vượt qua tốc độ ánh sáng bằng cách thông thường, thì liệu có con đường nào khác không? Một con đường không phải là tăng tốc xuyên qua không gian, mà là thay đổi chính bản chất của không gian xung quanh con tàu. Và đó chính là nơi mà những khái niệm như warp drive hay động cơ cộng vênh không thời gian bắt đầu xuất hiện. Du hành nhanh hơn ánh sáng, nghe như một khái niệm đầy mơ mộng từ khoa học viễn tưởng, nhưng ngày nay, nó đang được xem xét nghiêm túc như một yếu tố sống còn cho tương lai của nhân loại. Ý tưởng vượt qua vận tốc ánh sáng từng bị xem là bất khả thi do mâu thuẫn với thuyết tương đối hẹp của Einstein. Nhưng thay vì bỏ qua, các nhà khoa học đã dần chuyển cách tiếp cận. Thay vì tăng tốc vật thể đến vận tốc ánh sáng, tại sao không tác động lên chính không thời gian mà vật thể đang ở trong? Tuy nhiên, trước khi bàn đến công nghệ, ta cần hiểu vì sao du hành nhanh hơn ánh sáng không còn là điều xa xỉ, mà có thể trở thành điều kiện bắt buộc để tồn tại. Trái đất là hành tinh duy nhất hiện tại được biết đến là có sự sống. Nhưng các nguy cơ đe dọa sự sống trên quy mô hành tinh, như biến đổi khí hậu không thể đảo ngược, chiến tranh hủy diệt, bệnh dịch toàn cầu, hay các sự kiện thiên văn cực đoan như va chạm thiên thạch, siêu tân tinh, bức xạ gamma, đều là những rủi ro thực tế.
một sự kiện duy nhất đủ lớn đều có thể khiến trái đất trở nên không thể sinh sống. Và khi đó, việc tìm một hành tinh dự phòng không còn là chuyện xa vời, mà là một phương án sống còn. Tuy nhiên, trong toàn bộ hệ mặt trời, không có nơi nào thật sự giống trái đất. Dù sao hỏa hay các vệ tinh như Europa mặt trăng của sao mộc hay Titan của sao thổ có thể được nghiên cứu để xây dựng khu định cư, nhưng chúng không thể thay thế hoàn toàn môi trường sống tự nhiên như trái đất. Câu trả lời có thể nằm ngoài hệ mặt trời, nơi tồn tại hàng trăm hệ sao gắn với trái đất, bao gồm Proxima Centauri B, hành tinh đá nằm trong vùng có thể sống được, chỉ cách trái đất 4,24 năm ánh sáng. Hệ TRAPPIST-1, cách khoảng 40 năm ánh sáng, có đến 7 hành tinh có kích thước tương đương trái đất, 3 trong số đó có thể có nước dạng lỏng. Nhưng với công nghệ hiện nay, phải mất hàng chục ngàn năm mới có thể tiếp cận được những hệ sao gần nhất này. Voyager 1, tàu vũ trụ bay nhanh nhất rời khỏi hệ mặt trời, sẽ mất hơn 70.000 năm để đến Proxima Centauri. Parker Solar Probe đạt tốc độ hơn 690 km/h, vẫn chỉ là 0,064% tốc độ ánh sáng. Nói cách khác, khi con người vẫn bị trói buộc vào tốc độ dưới ánh sáng, các vì sao, dù ở rất gần theo chuẩn thiên văn, vẫn là vùng cấm địa đối với chúng ta. Chính vì thế, du hành nhanh hơn ánh sáng không còn chỉ là đam mê của những người mê không gian hay là chất liệu cho phim ảnh. Đây là chủ đề được quan tâm thực sự trong vật lý lý thuyết, cơ học lượng tử và vũ trụ học. Các nhà khoa học như Miguel Alcubierre, Harold White và nhiều nhóm nghiên cứu tại NASA, ESA hay các viện nghiên cứu tư nhân đang phát triển lý thuyết và mô hình toán học cho các cơ chế khác nhau. Tất cả những ý tưởng này đều đối mặt với các thách thức lớn, cả về năng lượng, vật liệu và tính khả thi. Nhưng mỗi bước tiến nhỏ trong vật lý lượng tử, trong nghiên cứu năng lượng tối hay cấu trúc không thời gian, lại đưa chúng ta gần hơn tới việc phá vỡ rào cản cuối cùng, vượt qua tốc độ ánh sáng. Trong hàng thế kỷ, việc di chuyển nhanh hơn ánh sáng bị coi là bất khả thi, không chỉ bởi giới hạn kỹ thuật mà còn vì những rào cản nghiêm ngặt trong lý thuyết vật lý hiện đại. Bất kỳ vật thể nào có khối lượng đều sẽ cần một lượng năng lượng tiến tới vô cực để đạt được tốc độ ánh sáng. Điều này làm cho ý tưởng về FTL bị gạt ra ngoài rìa của khoa học và rơi vào lãnh địa của triết học, giả thuyết hay thậm chí là viễn tưởng. Tuy nhiên, có những nhà khoa học dám suy nghĩ khác. Một trong những người đầu tiên đưa ra một mô hình toán học nghiêm túc cho ý tưởng này là Miguel Alcubierre, một nhà vật lý người Mexico. Năm 1994, ông đề xuất một khái niệm gọi là Alcubierre Drive, một cơ chế cho phép du hành nhanh hơn ánh sáng mà không vi phạm các định luật vật lý của Einstein. Alcubierre không đề xuất tăng tốc tàu vũ trụ đến tốc độ ánh sáng. Thay vào đó, ông mô tả một cơ chế trong đó không thời gian phía trước con tàu bị nén lại, còn phía sau thì giãn ra. Bằng cách này, tàu vũ trụ nằm trong một bong bóng không thời gian và được mang đi như một hành khách. Bản thân nó không di chuyển trong không gian địa phương với tốc độ vượt ánh sáng, mà không gian xung quanh nó thì đang chuyển động. Tuy nhiên, để mô hình này hoạt động, nó yêu cầu một loại năng lượng hoàn toàn không quen thuộc trong vật lý cổ điển. Vật chất có mật độ năng lượng âm, hay còn gọi là exotic matter. Đây là một loại vật chất lý thuyết có tính chất ngược với tất cả những gì chúng ta biết. Nó có thể tạo ra phản lực hấp dẫn thay vì hút. Dù hiện nay chúng ta chưa từng tạo ra exotic matter theo quy mô cần thiết, một số hiện tượng lượng tử như hiệu ứng Casimir cho thấy năng lượng âm có thể tồn tại trong những điều kiện cực kỳ đặc biệt. Trong khi vật lý cổ điển cung cấp nền tảng ổn định, nó đang gặp khó khăn khi mô tả các hiện tượng ở quy mô cực nhỏ hoặc cực lớn. Các yếu tố như vật chất tối, năng lượng tối và phản vật chất đã dẫn buộc các nhà khoa học mở rộng giới hạn tư duy. Các lý thuyết tiên tiến như trường lượng tử, lý thuyết dây, trọng lực lượng tử vòng hay các mô hình vũ trụ đa chiều đều mở ra khả năng không gian thời gian có thể bị điều chỉnh. Đặc biệt, trong cơ học lượng tử, khái niệm không gian trống rỗng không còn là trống rỗng nữa. Nó là nơi đầy rẫy dao động năng lượng ảo, tạo nên môi trường có thể chứa năng lượng âm, biến động chân không và các hiện tượng không trực quan. Từ góc nhìn này, thao túng không thời gian để tạo warp bubble có vẻ không hoàn toàn bất khả thi. Tuy nhiên, rào cản không dừng lại ở đó. Các mô hình hiện tại, kể cả Alcubierre Drive, yêu cầu một lượng vật chất kỳ lạ khổng lồ, đôi khi tương đương với khối lượng của cả một hành tinh để duy trì bong bóng warp. Ngoài ra, sự ổn định của cấu trúc không thời gian khi warp bubble di chuyển là điều chưa được kiểm chứng. Một số mô phỏng chỉ ra rằng các bong bóng warp có thể gây ra những biến động năng lượng không kiểm soát, thậm chí tạo ra bức xạ phá hủy toàn bộ vùng không gian mà nó đi qua. Mặt khác, nếu một con tàu thực sự di chuyển nhanh hơn ánh sáng trong không thời gian cổ điển, nó có thể phá vỡ mối quan hệ nhân quả. Hiệu ứng có thể xảy ra trước nguyên nhân, dẫn đến các nghịch lý thời gian, causality paradox,
một vấn đề nghiêm trọng đe dọa tính ổn định của toàn bộ hệ vật lý. Chính vì vậy, các mô hình hiện đại đang tìm cách giải quyết vấn đề này bằng nhiều hướng như hạn chế năng lượng cần thiết, loại bỏ sự phụ thuộc vào exotic matter, hạn chế tương tác nhân quả bị đảo chiều, mô phỏng cấu trúc warp ổn định trong không gian lượng tử. Một số nhà nghiên cứu như Harold Sonny White của NASA đã đưa ra các mô hình cải tiến giúp giảm lượng năng lượng cần thiết xuống còn vài trăm kg vật chất âm so với khối lượng của hành tinh trước đó. Dù chưa thực tế, nhưng đây là bước tiến đáng kể. Mặc dù du hành nhanh hơn ánh sáng chưa khả thi trong thực tiễn hiện tại, nhưng các nghiên cứu mô phỏng, các phép đo lường từ cực nhỏ và sự quan tâm ngày càng lớn từ các tổ chức như NASA, DARPA và thậm chí các tập đoàn tư nhân như SpaceX đang cho thấy điều này không còn là trò chơi lý thuyết. Các phòng thí nghiệm như NASA Eagle Works từng tiến hành thử nghiệm các cấu trúc warp nhỏ trong không gian mô phỏng. Một số mô hình lý thuyết mới như Warp Bubbles vĩ mô thậm chí đã được xuất bản trong các tạp chí vật lý chính thống, như bài báo năm 2021 của Eric Lance và Bobrick and Martira. Liệu một số chương trình bí mật có đang phát triển công nghệ này ở mức độ chưa công bố? Có thể, nhưng điều chắc chắn là Warp Drive và du hành nhanh hơn ánh sáng không còn nằm ngoài ranh giới của vật lý, mà đang ở ranh giới giữa tưởng tượng và khả thi. Vào năm 1994, nhà vật lý người Mexico Miguel Alcubierre lần đầu tiên đưa ra mô hình toán học cho ý tưởng này, dựa trên thuyết tương đối rộng của Einstein. Tuy nhiên, để tạo và duy trì bong bóng này, mô hình yêu cầu một lượng cực lớn năng lượng âm, thứ mà chúng ta chưa từng tạo ra, và thậm chí không chắc có thể kiểm soát được. Một mô hình khác, gọi là Natario Drive, theo nhà vật lý José Natario, là một phiên bản sửa đổi, loại bỏ yêu cầu về sự nén và giãn không gian phía trước và sau. Thay vào đó, nó mô tả sự thay đổi trong hình học không gian để di chuyển tàu, giúp ổn định hơn về mặt toán học, nhưng vẫn cần năng lượng kỳ lạ mà hiện tại chúng ta chưa tiếp cận được. Một bước ngoặt quan trọng xảy ra vào năm 2012, khi nhà nghiên cứu Harold Sonny White thuộc NASA Eagle Works Laboratory đưa ra một phiên bản tối ưu hơn của mô hình Alcubierre. Bằng cách thay đổi hình học bong bóng và tối ưu hóa cấu trúc cổng vênh, ông cho thấy lượng năng lượng âm cần thiết có thể giảm từ khối lượng bằng hành tinh xuống chỉ còn vài trăm kg, một bước tiến vượt bậc về lý thuyết. Đáng chú ý hơn, trong quá trình thử nghiệm hiệu ứng Casimir, một hiện tượng lượng tử thực tế có thể tạo ra mật độ năng lượng âm, nhóm của White đã quan sát thấy một cấu trúc giống Warp Bubble xuất hiện ở cấp độ nanomet. Dù còn xa mới có thể ứng dụng, nhưng đây là bằng chứng thực nghiệm đầu tiên cho thấy cấu trúc cổng vênh không gian có thể xuất hiện trong tự nhiên, không chỉ trên lý thuyết. Năm 2024, một nhóm nghiên cứu tại Đại học Potsdam, Đức, công bố một mô phỏng chi tiết về các dạng sóng hấp dẫn mà một warp drive giả định có thể tạo ra. Sử dụng hệ thống máy tính mô phỏng siêu mạnh, họ phân tích cách một bong bóng cong vênh sẽ tác động lên không thời gian, tạo ra sóng hấp dẫn khác biệt với sóng từ lỗ đen hoặc va chạm sao neutron. Điều thú vị là, nếu chúng ta biết dạng sóng hấp dẫn đặc trưng của một warp bubble, thì có thể tìm kiếm dấu hiệu của chúng trong dữ liệu từ các đài quan sát như LIGO hoặc Virgo. Nếu những tín hiệu này tồn tại, có thể là tự nhiên, hoặc đến từ một nền văn minh tiên tiến khác, chúng ta có thể sao chép lại chính xác cơ chế hoạt động đó. Đây được gọi là hướng tiếp cận ngược mô hình từ dữ liệu thực, tái tạo công nghệ từ dấu vết vật lý. Dù những mô hình hiện tại vẫn còn nhiều rào cản, như kiểm soát năng lượng âm, đảm bảo ổn định của không thời gian, tránh các nghịch lý nhân quả, nhưng tiềm năng mà Warp Drive hứa hẹn là không thể bỏ qua. Nếu thành công, du hành giữa các vì sao có thể mất vài ngày hoặc vài giờ thay vì hàng ngàn năm. Giao tiếp giữa các hệ sao có thể trở thành hiện thực, có thể tạo ra các dạng công nghệ mới và thậm chí mở ra trạng thái vật lý chưa từng biết tới. Chúng ta sẽ không còn bị giới hạn bởi khoảng cách, mà có thể tái định nghĩa hoàn toàn khái niệm gần và xa trong vũ trụ. Du hành nhanh hơn ánh sáng vẫn là một thách thức to lớn. Nhưng những bước tiến gần đây, từ mô hình toán học đến các phát hiện thực nghiệm, đang dần đưa ý tưởng này ra khỏi ranh giới của viễn tưởng và tiến gần tới một cuộc cách mạng vật lý và công nghệ có thể xảy ra trong thế kỷ này. Dù tôi không thể nói chắc tương lai mọi thứ sẽ đi đến đâu, nhưng ít nhất, ở thời điểm hiện tại, chúng ta đã dám nghĩ đến nó và bắt tay vào thực hiện. Hàng trăm, hàng ngàn năm trước, việc rời khỏi mặt đất, vươn lên bầu trời cũng chỉ là giấc mơ viển vông. Thế mà hôm nay, con người đã không chỉ bay. Chúng ta đã đặt chân lên mặt trăng, gửi tàu ra khỏi hệ mặt trời và nhìn về những thiên hà cách xa hàng tỷ năm ánh sáng. Vậy thì, 100 hay 1000 năm tới, ai dám chắc rằng những điều đang bị coi là bất khả thi hôm nay sẽ không trở thành điều hiển nhiên trong tương lai? Cảm ơn bạn đã theo dõi đến cuối video. Hãy để lại suy nghĩ của bạn ở phần bình luận. Và nếu thấy nội dung này đáng giá, đừng quên like, chia sẻ và nhấn chuông để không bỏ lỡ những khám phá tiếp theo.
Tôi là Kitten và bạn đang xem tại Kitten Explorer. Xin chào và hẹn gặp lại bạn trong những video tiếp theo.